Hello anh em, tôi là game anh em nhá. Cái tổ cam. À, hôm nay bán không có gì mới không? Được cái này. Tôi chưa hiểu ăn lốc được gì anh em ạ. À, điểm danh à. Úi xời, 15.000 thân thiện. Vé bạc. Nhưng vé bạc là được tặng anh em ạ. Còn vé vàng là anh em phải phải gì nhỉ? Kiếm, phải tự kiếm. Rồi, à, mách về là. Rồi, lên vào. Ủa, à, lên vào 3 là thay đổi khác này. Ờ, 6 được 6 trăm. Ờ, buồn. Không được thì mới đấy, thôi. Kệ đi. Nó sao nhưng mà chắc chắc cái thua của anh em nhỉ? Và hủy diệt nó luôn này. Tại vì là nó như tôi nhớ nó ra con voi nhiều quá. Em vẫn không đỡ được. Khỏe. Nó xa nó xa là một Mỹ. Đúng không anh em? Giết con tê giác thì mình có cơ hội em ạ. Không thì cứ như này thôi. Quá khỏe. Khai hỏa nào. Cái kìa. Hộp đi. Đẩy nó ra. Ôi, không kịp à? Tôi toàn rồi, tôi phải up level thôi anh em ạ. Nào, mình biết tao tiết kiệm mãi được chúng đấy phút ca đâu. Rồi, cái sản xuất mèo cho anh em một tí nha anh em nhỉ. Cho lên một tí thôi để cho nó mắc cái năng lượng không đây cái này đi cái này là trong độ đấy mắc anh em nhá mắc cái đi cái này là vì tiền này cái này tăng lên đi chả hiểu được cái gì lắm nhưng up lên nó khỏe được đây lên một trăm ô vừa lên rồi tôi không nghĩ là thu được mãi ô bây giờ này 70 gì mới được ấy
Không được, không biết tôi không thắng được trận này. Tôi sẽ đánh nốt lần này. Tôi đoán vào cái gì vậy? Lên 70 nhỉ? Thế mới đau.
Rồi khó lấy được cái gì anh em ạ? Khó thế mở rồi xem cuộc đời nó nở hoa không nào. Cái gì vậy? Little ship à? Ok. Yêu lao. Yes. Giác nó chết thôi là khác luôn anh em ạ, nhưng mà nó không thể chết được. Nó không thể chết vì nó quá khỏe. Rồi rồi đi. Nó đem tròi kia thì chịu làm sao được. Các bạn, nó tay giác nó ra quá sớm, nó hút nó cứ lùi lại. Bây giờ chả biết được cái gì cả, chỉ mới hết XP rồi. Em mình thua thế à? Chưa cho con này bạn không phải con super cat là con quýt à. Được.
Food cat rồi anh em ạ. Nhưng mà hết năng lượng rồi sao nhỉ? Có nữa. 26 thôi. Đây rồi. À, tôi có cái này mà. Tôi có cái này mắc mà anh em. Đúng không? Cái này mắc à. Tôi phải chợ. Oh, tôi phải xem quảng cáo này, tôi dùng cái đấy. Tôi vào mắc cái tôi hủy chúng nó luôn. Tôi không được. Shopee gì cũng rẻ. Tôi đang cố gắng làm tiết kiệm cái food cat để sau mình làm nhiều thứ ấy. Đấy. Vì chắc tôi tiêu quả 90 phút cát nó hơi phí. Ờ, trời, tôi sẽ dùng cái này để cho mèo tôi level max luôn. Là ăn được. Chắc chắn là ăn được. Quên mất là còn cái đấy anh em ạ. Mất bao nhiêu năng lượng để chơi mà không nhớ ra còn cái đấy. Đây, đây này. À, là mang luôn. Ra luôn. Này khó đấy, cũng gọi là đấy, mắc rồi đúng không? Đấy, chỉ cần ra mèo không là áp cấp anh em ạ. Tôi quên mất là mình còn cái này. Thank you.
Chỉ cần một con tê dại, một con gì chết thôi, con gọi à, con hải cẩu chết được. Ờ, rồi nha. Mày này. Vẫn đủ ngon, lát mày cắt à? Vẫn là của Mỹ anh em nhá. Ôi, bỏ lại đi, bởi phí. Này đi chắc là dễ hơn. Nhà xa đi. Ờ, cũng hơi xa. Được. Casino à? Để mấy casino à? Nhưng mà mới nghe cái nhạc này. Nên là đánh trận mới mới có nhà này, còn đánh trận cũ là không có anh em. Đấy chưa, tôi bảo rồi mà. Con này con gì mới nhá. Chúng có vẻ dã man này anh em ạ. Hay quá. Ồ, sắp sắp đây mà mắc rồi. Ui, nó vả một phát kìa. Ui đi đấy, vào con nào trước con này anh em ạ. Ui kìa, ôi thôi xong rồi. Xong rồi anh em ơi, con này khó rồi, khó rồi.
chạy chậm rồi, chúng nó vả sẽ chết vào đấy. Ở đây mắc vào bây giờ làm nào. Chờ. Mỗi con này thôi thì nó cũng đỡ. Vả nào cũng có đấy, kinh thật. Cái bọn không phải làm gì luôn ấy. Hai vả là chết. Sao nó ra man thế. Nhưng mà đi di chuyển chậm và đánh chậm ấy ạ. Thế này có nghĩa vẫn còn cơ hội đánh được nhưng mà hơi lâu thì. Cố lên nào. Nhảy mãi à? Một cứ một vả là đi anh em ạ. Ê, ông vẫn chưa đi. Châu thế, châu này vẫn không đi. Thank you.
Điều mà mày dễ mắm chơi anh em ạ. Mắm mày đã ra đúng một con đấy thôi, xong rồi giờ đến cuối cho chả làm gì nữa. Có ai lựa không? Một mẹ lựa cả Hollywood. Rồi đây đang lựa rồi. Rồi chắc clip tôi dừng đây anh em nhá. Thì hẹn gặp lại em ở clip tiếp theo. Bye anh em.